đêm 12 rạng sáng 13 tháng 9, vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại chung cư mini 9 tầng. Thiết kế như vậy thì nó sẽ tạo ra cái điều kiện để cho một ngọn lửa nhỏ gây ra một thảm họa lớn. Giải pháp để có thể đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đầu tư cho an toàn thì không bao giờ là thừa cả. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa nhìn lại những hình ảnh của vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người thiệt mạng vào đêm ngày 12 tháng 9. Nỗi đau sau vụ cháy chung cư mini này vẫn còn dai dẳng và kéo theo rất nhiều vấn đề cho xã hội. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các khu tập thể, chung cư mini cần được nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc và chắc chắn phải sửa đổi trong thời gian tới. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra đối với chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay một vị khách mời đặc biệt. Trung tá tiến sĩ Phan Anh, Phó trưởng khoa phòng cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Phan, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Trung tá tiến sĩ Phan Anh, theo ông thì điều gì khiến từ một sự cố chập điện trở thành một vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người thiệt mạng? Thứ nhất là về cái việc thiết kế cái nhà. Nhà này là nhà ở riêng lẻ và tự chuyển đổi thành nhà ở nhiều căn hộ. Tuy nhiên thiết kế thì lại với mục đích ở một gia đình thành nhiều gia đình ở. Và chúng ta tưởng tượng là nhiều một gia đình ở trên mặt đất thì không sao, bây giờ lại nhiều gia đình chồng tầng lên nhau và ở chung thì nó sẽ có rất nhiều các yêu cầu, không chỉ là yêu cầu an toàn và yêu cầu sinh hoạt nói chung. Cho nên thiết kế như vậy thì nó sẽ tạo ra cái điều kiện để cho một ngọn lửa nhỏ, một sự cố nhỏ có thể gây ra một thảm họa lớn. Vâng, khi mà hỏa hoạn xảy ra thì hầu hết người dân sẽ cảm thấy rất là hoảng loạn và mất bình tĩnh. Vậy xin ông có thể chia sẻ những cách thoát hiểm khi mà gặp hỏa hoạn ở những tòa nhà cao tầng và đặc biệt là tại chung cư mini ạ? Câu hỏi này thì có hai đối tượng, đó là nhà cao tầng và chung cư mini. Ở các chung cư thương mại, các tòa nhà cao tầng ấy, thì cái việc mà thoát nạn thì chúng ta có thể yên tâm hơn rất nhiều so với cái nhà ở như phố Khương Hạ mà chúng ta gọi là chung cư mini. Bởi vì là chung cư cao tầng thương mại thì thiết kế rất là đảm bảo về an toàn phòng cháy cháy, cho nên cái việc thoát nạn cũng không quá khó khăn. Chúng ta sẽ chia làm ba cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất là cháy ở cái tầng mà theo nghiên cứu chúng tôi đánh giá là tầng nguy hiểm nhất, tức là tầng hầm thường có các chung cư hay là khu vực tầng thương mại. Thường thì đám cháy nó có thể xuất hiện và xảy ra khi mà người dân không có ở đó, không có người ở đó. Ví dụ như là ngoài giờ làm việc này, vào ban đêm. Nếu mà chúng ta thấy đóng kín và nghe thấy chuông báo cháy mà chúng ta ngó ra ngoài cái hành lang của mình mà không thấy có khói hay là có dấu hiệu của cháy, kể cả có chuông báo cháy nhé, thì chúng ta có thể là yên tâm ở trong nhà. Tất nhiên cũng khuyến cáo người dân là có thể chạy xuống tầng 1 cũng được. Nhưng mà thực tế là có những cái cầu thang, buồng thang là thiết kế theo một chiều. Và khi chúng ta vào mà không cẩn thận là ví dụ như có lỗi kỹ thuật là mất điện hoặc là đông người cùng vào sơ sẩy rồi là bất cẩn rồi xô đẩy dẫm đạp lên nhau thì cũng có thể nguy hiểm. Trường hợp thứ hai là nếu như có khói dưới bốc lên thì như vậy là cháy ở khối đế hoặc cháy ở tầng dưới. Thì chúng ta sẽ phải xử lý là ví dụ như thứ nhất là mở ngó xem ở cửa sổ mà khói từ dưới bốc lên thì như vậy là cháy ở phía tầng của mình. Thì chúng người dân hoàn toàn có thể là chạy sang cái dãy phía phòng phía đối diện để mà chúng ta trú nhờ ở đó. Thế nhưng bởi vì bản chất của cái việc cháy lan truyền ở các tòa nhà là phải có chất cháy. Nhưng mà do không có chất cháy và do vật liệu cấu tạo nên tòa nhà toàn tường hoặc là kính hoặc bê tông cốt thép nên cái việc mà nó lan truyền lên rất là khó. Còn đối với chung cư mini mà chúng ta nhắc đến trong vụ như là chung cư Khương Hạ vừa rồi thì thực tế chúng tôi không có khuyến cáo nào về việc thoát nạn cả. Và cụ thể là thực tế là 56 người thiệt mạng. Và bản thân rất ít người có thể là sau khi cái trải nghiệm cháy nhà và sống sót thì mà kể lại là tôi đã làm thế nào để thoát như nào. Bởi vì họ chưa kịp bị các yếu tố nguy hiểm cháy tác động đến người, đến cơ thể họ, cho nên họ còn sống sót và may mắn. Đấy. Ở những cái tầng thấp thì có thể là
không bị chuồng cọp che chắn chẳng hạn, thì có thể trèo xuống mái của nhà bên cạnh này. Theo thông tin thì một số người dân là bế con, hai vợ chồng bế con và nhảy xuống thì cũng bị chấn thương. Đấy, rồi có thể dùng thang dây hay là dây thừng hay những cái dây chắc chắn thì có thể tụt xuống. Vâng, như ông vừa có chia sẻ thì ở những người ở tầng cao thì họ còn lựa chọn một cách đó là nhảy từ trên cao xuống để giành giật lấy sự sống. Mặc dù là cơ hội này thì cũng rất là mong manh. Vậy ông có lưu ý gì cho phương án này không ạ? Đúng là như tôi chia sẻ, mặc dù là mình cũng là người nghiên cứu về phòng cháy chữa cháy, nhưng mà bảo là kinh nghiệm thế nào thì không phải là trải nghiệm. Và chúng tôi không mong bất cứ ai trong số những khán thính giả của Tiền Phong phải áp dụng những cái kỹ thuật về thoát nạn hay là phải lựa chọn là nhảy xuống. Bởi vì đây là một cái phương án gần như có thể nói là cuối cùng, không còn lựa chọn nào nữa. Đối với các chung cư thương mại thì đương nhiên là không nhảy rồi, bởi vì thực tế là họ cũng không bị đe dọa quá nhiều. Nhưng đối với chung cư mini thì có lẽ về cái việc mà chờ đợi thêm nữa là hai vợ chồng và hai cháu bé là không thể chịu được các tác động của đám cháy nên lựa chọn nhảy xuống. Nhưng mà nếu có thể thì bố trí xây dựng cải tạo những cái chung cư mini mà chúng ta gọi nhà ở riêng lẻ bình tướng thành chung cư mini đấy, thì cải tạo lại không gian để có nơi mà có lưu thông không khí tự nhiên và không bị tác động của các yếu tố nguy hiểm đám cháy như là khói, nhiệt từ bên trong cầu thang vào trong phòng và ra ngoài. Chúng tôi hay kêu, hay gọi đó là không gian an toàn, như là ban công của loggia để họ trú ở đó thì sẽ không phải lựa chọn nhảy xuống. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với công tác phòng cháy ạ. Trước tiên thì xin ông có thể cho biết những nguyên nhân thường dẫn đến hỏa hoạn tại các nhà cao tầng. Cái sự cố hệ thống điện với thiết bị điện nó chiếm khoảng 60% tổng số các cái vụ cháy xảy ra ở nhà, đặc biệt là khu dân cư. Và nó có thể xảy ra ví dụ như là do thói quen sinh hoạt, do những cái mà chúng ta nghĩ rằng nó an toàn, và do những cái tặc lưỡi, những cái chép miệng, ví dụ như là không sao đâu, ví dụ như là cái quạt chúng ta dùng, chúng ta để đấy xong ta đi có việc đi ra ngoài nhưng mà thôi cứ để không sao, tốn tí tiền điện thì mất công chạy vào tắt một cái, thế là cứ để cho nó chạy. Và cũng có thể nói là đến một thời điểm mà không bảo dưỡng, không sửa chữa, không thay thế kiểm soát về an toàn của nó thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng là sát cốt và nóng sau đó là cháy. Hay ví dụ như cái máy sưởi vào mùa đông sắp tới chẳng hạn, nhiều gia đình cứ để cho nó ấm nhưng mà bật trước, hoặc là đang ở trong phòng ấm thì chạy ra ngoài có việc xong quên mất, rồi lại trong nhà lại có trẻ nhỏ chẳng hạn. Đặc biệt là những thiết bị bán tràn lan với giá rẻ thì chúng tôi đặc biệt là rất e ngại về cái chất lượng của nó. Cái vấn đề thứ hai là ngọn lửa trần, ví dụ thắp hương thờ cúng này, nhiều gia đình là có thói quen khi thắp hương là xin các cụ xong, xin tổ tiên xong là để đấy và đi nấu, hoặc là đi ra ngoài đi chợ hoặc làm việc cá nhân. Thực tế là xảy ra những hiện tượng như là bát hương nó bốc cháy này, hay là đặt nến ở trên bàn thờ nó đổ gió to thổi, hay là động vật nhảy vào này. Cũng có thể là có cả thiết bị điện như đèn chiếu sáng hay là các thiết bị trang trí ở trên bàn thờ nó có thể chập cháy. Cũng nói thật là nhiều người nói rằng do số, nhưng mà do không có chúng ta ở đó quản lý giám sát thôi. Và tôi cũng ở trong chung cư và nhiều người dân phản ánh trong các cái nhóm cộng đồng, người ta nói rằng là nhà tôi thì chẳng hút thuốc, chồng tôi không hút thuốc, bản thân tôi cũng không hút thuốc, nhưng tàn thuốc cứ bay vào nhà tôi do các tầng trên ném xuống và rất là vô ý thức. Thì giả sử như trường hợp ở tầng dưới mà có chăn ga gối đang phơi, hoặc là những cái đồ tài sản riêng tư mà nó có nguy hiểm cháy, một điếu thuốc thôi nó có thể bén vào. Cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân mà cũng chưa có giải thích được hết, đó là nguyên nhân tự cháy. Ví dụ như xe tự cháy, rồi là xe máy điện tự cháy, xe máy tự cháy, xe ô tô tự cháy, hay là do sét đánh, tức là nó xác suất rất là ngẫu nhiên. Vâng, qua những chia sẻ của trung tá tiến sĩ Phan Anh vừa rồi thì chúng ta đã biết được những nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn ở các tòa nhà cao tầng và đặc biệt là tại các chung cư. Và có lẽ sau chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ phải kiểm tra ngay xe máy của mình, sẽ mang đi bảo dưỡng và hứa là sẽ bảo dưỡng định kỳ để chúng ta không gặp phải những cái trường hợp và những cái nguy cơ xảy ra cháy nổ như vậy. Vậy thì từ những nguyên nhân trên thì xin ông có thể chia sẻ những giải pháp để có thể đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini ạ.
đây có thể nói là các cái nhà ở riêng lẻ biến tướng thành nhà trọ cho thuê, hoặc là bán các không gian sử dụng ở trong nhà của mình cho nhiều hộ gia đình, và vô hình chung chúng ta công nhận nó là chung cư mini. Cái loại hình nhà ở này là không đảm bảo về an toàn, nó là cái sự biến tướng và chúng ta vô hình chung thừa nhận nó thì sẽ tạo điều kiện cho nó phát triển. Chúng ta sẽ chia thành hai cái đối tượng, một là đối tượng mà đã xuất hiện và đang tồn tại thì chúng ta phải cải tạo nó, ví dụ như là cải tạo không gian trong nhà thành cái không gian mà có ban công hoặc là lô gia, tức là không gian an toàn để người dân có thể trú tại đó, tận dụng được lưu thông gió tự nhiên và không bị các tác động của các yếu tố nguy hiểm làm cháy trong trường hợp xảy ra cháy, thì những cái chung cư mini đã và đang tồn tại có thể được đảm bảo. Nhưng mà cái này phải xin ý kiến và các cái tư vấn, giải pháp của cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì sẽ hợp lý hơn. Chúng tôi cũng thành thật là mong muốn là những người mà có ý định là cải tạo cái nhà của mình thành nhà trọ cho thuê hoặc là bán cho các hộ gia đình để ở, thì khi xây dựng hãy nên xác định sẵn mục đích ban đầu, bởi vì là lợi nhuận hay mọi thứ mà chúng ta thu được không quan trọng, thực tế là không quan trọng bằng sinh mạng của những người mà sử dụng cái sản phẩm của mình đưa ra. Thời gian qua thì nhiều nơi cũng đã tổ chức các buổi hướng dẫn tập huấn phòng cháy chữa cháy do lực lượng cảnh sát phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường sở tại và thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Bên cạnh đó thì nhu cầu người dân mua các loại đồ thoát hiểm như là thang dây thoát hiểm này, bình cứu hỏa, mặt nạ phòng hộ, mũ, găng tay phòng hộ thì cũng tăng vọt. Tuy nhiên nhiều người dân thì chưa nắm rõ về cách sử dụng của các loại đồ kể trên, cũng có thể sẽ gây ra những cái nguy hiểm. Vậy xin ông có thể tư vấn những cách sử dụng một số các loại dụng cụ thoát hiểm ạ? Thực tế thì các cái trang thiết bị mà chúng ta mua như là bạn Linh MC vừa nói là mặt nạ lọc độc này, rồi thang dây này, rồi dây thả chậm này, rồi bình chữa cháy này, là những cái trang thiết bị phương tiện mà giúp cho tăng sự an toàn cho bản thân cũng như là gia đình. Mua được là rất tốt, sử dụng được là rất tốt, đầu tư cho an toàn thì không bao giờ là thừa cả. Nếu mà chúng ta biết về kiến thức và kỹ năng thì sẽ càng rất tốt, sẽ thành là đầu tư hợp lý. Một cái bình chữa cháy để trong nhà mà nếu không dùng là tốt, không phải dùng là tốt, như vậy là không có cháy, như vậy là an toàn. Dây thả chậm, mặt nạ lọc độc vân vân cũng thế. Chẳng hạn như các chung cư thương mại, ở trong chung cư đã có các cái nơi bố trí thiết bị chữa cháy rồi, tại sao người dân không chú ý là nó bố trí ở đâu, để khi cần, khi có sự cố trong nhà là có thể mang chạy đến và tiếp cận, và thứ nhất là tự cứu chữa cho căn hộ của mình, thứ hai là có thể là giúp đỡ cho những gia đình hàng xóm, vì họ có an toàn thì mình cũng an toàn. Còn đối với nhà dân thì rõ ràng cái việc bố trí các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, ví dụ như nhà tôi, nhà bố mẹ tôi chẳng hạn, bố trí một cái bình chữa cháy nhỏ khoảng 2 kg bình bột thôi, để trên chỗ tủ lạnh, tức là trong thời gian đun nấu nếu có sự cố gì là có thể chữa ngay. Đối với các cái mặt nạ lọc độc thì thực tế là chung cư thương mại thì cũng nên cân nhắc, bởi vì như tôi phân tích là khi cháy ở trong tầng chẳng hạn thì mà chúng ta mở cửa hành lang ra và thấy khói trong hành lang thì có thể sử dụng mặt nạ lọc độc để mà đeo vào và chạy vào trong bùng thang để mà thoát xuống. Nhưng mà tôi tin rằng là rất là ít cái trường hợp mà phải sử dụng cái mặt nạ lọc độc trong trường hợp đấy. Nhưng nếu mà bởi vì là tại sao, đánh giá cái mức độ nguy hiểm tại tình huống, tại thời điểm, ví dụ như khói nó còn đang rất mỏng thì mình lại còn tìm mặt nạ mình đeo vào cho mọi người, đeo cho mình sau đó chạy, thì có khi là nó đã khói đã phủ kín hành lang rồi và cũng có thể nguy hiểm. Và người dân cứ đừng có nghĩ rằng là mặt nạ lọc độc là nó sẽ giúp cho con người ta hô hấp an toàn như trong phim, nó không có. Bởi vì là khói, khí độc kèm theo nhiệt thì cái mặt nạ lọc độc nó sẽ tận dụng cái không khí sạch, oxy còn trong cái môi trường cháy đấy để mà tận dụng. Nhưng nếu như mà khói nó kèm theo nhiệt lượng lớn, lửa lớn thì thậm chí là có thể gây bỏng cho cơ thể. Người dân phải tham gia tích cực các cái buổi tập huấn tổ chức tại các khu dân cư, các cơ quan xí nghiệp, và chúng ta có thể làm quen. Từ trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng các cái thiết bị như là bình chữa cháy 1 kg, 2 kg và nhiều hơn để có thể là thao tác kỹ thuật. Những cái kiến thức và kỹ năng sử dụng
các trang thiết bị về phòng cháy cháy và xử lý các đám cháy khi nó xuất hiện tại các cơ sở sẽ giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và thậm chí có thể giúp cho không chỉ bản thân gia đình chúng ta mà cả những người khác nữa. Chúng tôi khuyến cáo là các nhà dân có thể trang bị thang dây đấy, nhưng mà phải bảo quản đúng nơi đúng chỗ, không cứ để lung tung, để không che chắn bảo vệ thì mưa nắng nó có thể làm nó hỏng. Lúc mà thang dây cần phải sử dụng thì nó lại mục, nó đứt thì lại thành thang nguy hiểm rồi, đúng không ạ? Và thứ hai là cũng tính toán cái chỗ bố trí và tối đa nên từ tầng 3 trở xuống. Vâng, xin được cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Phan Anh ngày hôm nay đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều những thông tin hữu ích, cũng như là tư vấn cho chúng ta cách sử dụng các dụng cụ thoát hiểm một cách an toàn, hiệu quả nhưng mà cũng rất là tiết kiệm, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn anh một lần nữa đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy để ngăn chặn các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra thì cần có các giải pháp khắc phục ngay những bất cập từ việc cấp giấy phép đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đến quản lý vận hành tòa nhà. Và hy vọng rằng với tất cả sự nỗ lực của các bên, thảm họa cháy như ở chung cư mini tại quận Thanh Xuân sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Và tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.